Ok, hôm nay mình vào trong đây mình sẽ chuyển từ một cái skill của con Nách Quay sang cho con Sum Đó là một cái skill là Win Bladet Thì anh em hỏi là cái con Sum đó nói học skill được mà sao không được Thì đầu tiên các anh em phải lợi NBC nè Tạo cho mình cái con nhân vật là Nách Quay Nếu mà các anh em ở một cái chế độ của con Sum á Thì các anh em cũng phải lại đây chuyển sang con nách quay cho mình khi mà chuyển sang con nách quay các anh em học cái skill đó vô rồi các anh em hãy chuyển lại con sum thì ở đây mình sẽ lại đây làm để cho anh em biết ngay và luôn thì hiện tại con sum của mình á, thì mình đã có review rất là nhiều rồi trong khi cái clip trước thì mình nói là cái con sum học được một cái kỹ năng của con nách quay thì thủ tục đầu tiên các anh em hãy tháo đầu xuống hết nha vì khi chuyển class nó bắt buộc mình phải háo đầu xuống hết rồi mình mới chuyển được thì các anh em đi lại cái map là logan kia là nbc đó cái con nách quay là cái dòng trên đầu nha cho chúng ta không có tốn gì xét chúng ta không có mắc bon chúng ta không có mắc cái gì hết đây là chuyển nhân vật free miễn phí không cần phải mắc cái gì hết chỉ cần là anh em vào trong đây tìm hiểu một chút xíu và cũng không cần tìm hiểu quá nhiều vì có cái kênh mình rồi các anh em có thể là vào trong đây để xem trước thì để ủng hộ sau thì đã biết được những cái thông tin thì đó là mình đã chuyển sang cái con nách qua thành công khi mà chuyển xong các anh em đi làm nhiệm vụ nha làm nhiệm vụ nó mới cho mình học skill các anh em thì cũng như thường loại làm nhiệm vụ cấp 2 làm nhiệm vụ cấp 3 à, không có gì khác thì chỉ làm nhiệm vụ thôi à, viên ngọc thì mình đã có mua sẵn ở trong gương rồi à, mình vào mình mở cái gương lên lên rồi mình học cái kỹ năng thôi khi mà cái kỹ năng này có nách quay thì học một phát ăn luôn anh em nó không uh, có vướng ngại gì hết nó rất là suôn sẻ luôn uh, mình vào skill cho anh em xem đây một cái uh, skill winberlades ở trên map là togu map 300 skill cực kỳ khỏe của con nách quay và cái con sum cũng xài được luôn thì ở đây khi ở có một cái chế độ đất quay đã học được cái skill thì bắt buộc anh em phải lợi đây chuyển sang con sum cũng như thường loại thôi các anh em dò vô kiếm một cái mục là cái con sum khi bấm vào con sum mà các anh em cứ bấm ok là qua mình không mắc mắc gì đâu chỉ là mình chuyển qua chuyển lại thôi chứ không có gì hết đây mình đã chuyển lại cái con sum thì cũng tiếp tục lại đây làm nhiệm vụ nha làm nhiệm vụ các anh em đừng có quên làm nhiệm vụ nha quên làm nhiệm vụ là mình không có đeo win ba mình không có chạy master đồ được thì các anh em lại phí mất mắc làm lại này thì cái kỹ năng của mình đã có tích hợp cho mình thêm một cái kỹ năng là win và những cái kỹ năng công cụ cơ bản của mình như là gu ngủ sốc điện phản hồi sát thương và tăng đam kỹ năng cuối cùng là cái kỹ năng là win đó anh em khi có cái kỹ năng đó rồi thì các anh em cứ làm theo thường lợi nha các anh em cộng điểm vô mặc đồ lên rồi ra đi reset là nó sẽ có cái lượng bon lại cho anh em Ok, chào 500 anh em. Hôm nay là một cái cẩm nang tăng thủ để hướng dẫn cho anh em từ bước là tải một cái con game, đăng ký một cái tài khoản, vào chọn một cái nhân vật và kế tiếp 1, 2, 3, 4 là mình sẽ làm những gì. Đầu tiên, nếu mà các anh em là anh goi thì các anh em lên trên cho mình là CHL. Còn nếu anh em là iOS thì anh em lên cho mình là App Store. Thì ở đây mình sẽ lấy là ở trên CHL nha. Khi vào trong đây, nếu mà anh goi thì các anh em gõ cho mình là L. O K2 còn nếu anh em là iOS thì anh em gõ cho mình là RO MU2 Ở đây là phiên bản của Android nên mình sẽ để là LOK2 Và mình bấm OK Đây là một cái biểu tượng để cho các anh em login về Login về thì nó rất là dễ Xong cái mục mà mình đã tải về xong thì nó sẽ có một cái icon như gì đây Các anh em bấm vào cái icon Và tới đây nó sẽ cho chúng ta những cái thông tin cơ bản ở trên đây là các anh em có thể là chọn ngôn từ ở đây mình sẽ chọn là tv ở đây nó sẽ cho chúng ta chỉnh cái độ sáng item lên mắt pin nhất có thể ở trên các anh em để full ở dưới các anh em để old item tiếp tục thì anh em bấm vào start khi anh em đã vào trong tới đây các anh em chọn cho mình vào một cái máy chủ là new gold ba lay gành up Kingdom. và tiếp theo anh em chọn cho mình là một cái server thằng ma khi chúng ta chưa có một cái tài khoản gì hết thì nó hiện cho chúng ta một cái bảng để chúng ta nhập một cái account cao và một cái bát ở đây nó sẽ có một cái chữ nắm bấm vào trong Reader Trên đây là các anh em để cho mình là một cái uh, TK Còn gọi là một cái tài khoản Dưới đây là một cái uh, MK Còn gọi là một cái bát Ở đây là một cái M Không cần phải chính chủ Và ở đây là một cái số Mobile Số Mobile này không cần chính chủ Tốt nhất thì các anh em ghi lại Để cho mình uh, sau này không có bị quên Khi chúng ta lập được một cái tài khoản thành công Thì nó sẽ cho chúng ta hai sub Bên đây là một cái sub S S làm gì? S để cho các anh em cài S và cài Master Bên đây là một cái sub Gen Gen đã cho chúng ta vừa cài S, vừa cài Master, vừa cài Gen, vừa cài Ngọc luôn. Ở trong đây anh em có thể chọn một cái con nhân vật tùy ý. Cái khung chọn nhân vật ở trên đây, trên hình này các anh em bấm vô. Tên thì các anh em có thể là để tùy ý tên. Nếu mà trùng tên các anh em có thể là đổi lại. Mình sẽ chọn một con bắt đầu vào trong game để làm cho anh em xem. Ở đây mình chọn một con nhân vật, mình bấm OK. Khi vào được trong game các anh em đi thẳng lại cái góc này, góc NBC Support, đặt Các anh em bấm vô làm nhiệm vụ cho mình. Nhiệm vụ 2, bấm OK. Nhiệm vụ 3, bấm OK. Cái đó là cái quan trọng đầu tiên cần phải làm. Và cái chuyện thứ hai cần phải làm, các anh em đi lại cô bé bán dạo, mua cho mình một con gấu 10 mét gen, một cái bùa 2 mét gen. Bộ này các anh em để 10 ô bất kỳ ở trong gương, để ở trong vòng 10 ô nó sẽ tự kích lên. Ý mua đồ từng class. Ở đây là có nguyên một bộ combo class sum và có một cây công cụ của các con là MG. Vào trong quầy 3 thì ở đây có nguyên một bộ combo của DL. Tiếp theo là bác thợ gàng bán cho chúng ta là bốn con nhân vật. DK và MG sẽ xài chung. Kỹ năng ở trên đây, công cụ dưới đây. Ở đây là phần của GF kỹ năng ở đây công cụ ở đây ở đây là phần của dl kỹ năng ở đây và đồ ở đây tiếp theo ở đây là bán cho chúng ta là hai con nhân vật đó là một con mg và một con phù thủy ở đây có bán những kỹ năng hai con magit mình đi hướng phép lời đi bên đây đồ công cụ bên đây là dành riêng cho magit ở trên đây là một cái bộ đồ vậy đây là công cụ ở đây là một cái khi về Nokia thì anh em sẽ mua tất cả những cái combo của con cung nữ Trên đây là kỹ năng, ở đây là công cụ và ở đây là set đồ Anh em qua bên Ebelang Lan mua full cho mình một bộ combo của con GL thương thủ Đặc biệt hơn là những con class trừ cái con GL, trừ cái con GF Hai con đó không có kỹ năng web thì anh em lên trên map 300 Kagutan là NBC bụng to nhấp vô trong đây viên đầu là viên của DK viên thứ hai là viên của con nách quay và sum tất cả những con còn lại đây là Magit cung nữ các anh em lên trên map là 300 thì tới cái phần là cộng điểm các anh em nhấp vào trong đây muốn cộng điểm các anh em nhấp vào số 0 các anh em bấm số 1 đây là mình ví dụ nha nếu mà muốn cho cái điểm này nó ăn vô con nhân vật của mình thì các anh em bấm vào dấu cộng là nó sẽ tự ăn vô tương ứng với những con cờ lát là có các cách cộng điểm khác nhau một cái phần đặc biệt nữa là các anh em muốn đi gg con nhân vật còn gọi là gì xét nhân vật thì đầu tiên các anh em phải chọn cho mình hai con nhân vật con của mình vừa đủ level các anh em bấm vào trong găng cưa bấm vào trong đổi nhân vật cho một con khác trong game đặc biệt anh em phải tạo cho mình hai con nha dù muốn dù không gì cũng phải tạo hai con khi cho một con nhân vật khác vào trong game thì mình tiếp tục là mình sẽ bấm vào cái bánh găng cưa bấm vào đổi nhân vật giờ này mình bấm vào con nhân vật của mình muốn ghi xét thì ở đây nó sẽ có cho mình một cái chữ ghi ở góc phải màn hình bấm vô ở đây là một cái bảng thông báo từ 1 tới 10 reset xét là đi vào 115 thì anh em có thể là vào trong đây tham khảo chứ giữa đây nó sẽ có thêm một cái chữ rồi anh em bấm vào trong đây là sẽ hoàn thành mình sẽ bấm vào trong đây cho anh em xem đây là nó đã chúc mừng bạn đã đi reset xét thành công khi mà chúng ta muốn biết bao lâu chúng ta reset xét được một lần thì anh em bấm vào một cái nữa ở đây nó sẽ đợi bạn cần chờ 5 phút mới có thể là reset xét thêm và có thêm một phần không kém quan trọng các anh em muốn nhắn tin hay là muốn kêu gọi ai thì các anh em bấm vào cái chữ chat, bấm vào cái khung này. Nếu mà các anh em chat hai người đối diện với nhau kế một bên nhau không cần phải viết gì hết chỉ cần viết all -l nội dung là các anh em sẽ ra hoặc là các anh em muốn báo cho một cái tin full server đều biết thì các anh em gọi cho mình là một chéo B o t ở đằng sau các anh em ghi nội dung ra ví dụ là alo đặc biệt hơn khi mà các anh em muốn vào trong một cái gui muốn mình tâm sự với anh em trong gui thì các anh em gọi cho mình là a cộng khoảng cách ghi nội dung all -l, rồi bấm enter là xong và đó là những cái thông tin cơ bản để cho các anh em tiếp cận và trải nghiệm một cái con game có tên là lok 2 các anh em xem tới đây thấy cái clip hay hữu ích các anh em hãy cho một tim một like một chia sẻ một follow nha anh em